Cha cha bút bi đâu Hello. Chào cả nhà. Cả nhà xe vào nhóm live VIP giúp thầy nhá. Cả nhà đâu rồi? Cả nhà xe vào nhóm live VIP giúp thầy nhá. Xe thật nhanh vào nhóm live VIP giúp thầy. Ok. Mình sẽ bắt đầu chiến nhá. Mình sẽ bắt đầu chiến tối ngày hôm nay. Chiến nào? Máy tính rồi à? Đủ độ rồi. Trước là mình dừng ở câu 79, tối nay mình sẽ cân cho đến câu 102. Có nghĩa là mình cân 30 câu bài tập carbohydrate. Đây là phần cuối thể livestream của carbohydrate nhá. Nên là chú ý làm thật kỹ. Nào mình có này, câu 79 chúng ta bắt đầu. Câu 79. Cho 34,2 gram đường xác có lẫn một ít man nhá. Thế là đây là gồm xác và man, hỗn hợp xác và man. Thì hay lắm, xác man chúng ta gồm đều là C12H22O11 nên thì tìm được số mol, tổng số mol của xác và man luôn. Chào Hoàng Oanh, chào Nguyễn Văn Quân nhá. Thì ta tìm được tổng số mol của xác và man nhá. Thì là bằng 34,2 này chia phân tử khối của xác và man là bằng 342 thì bằng 0,1 mol này. Cho vào này phản ứng với AgNO3 trong NH3, AgNO3 trong NH3 thì thu được bạc. Số mol bạc chúng ta bằng 0,216 chia 108. 0,216 chia 108 thì bằng 2 nhân 10 mũ trừ 3. 2 nhân 10 mũ trừ 3. Các em lưu ý, xác không trắng, bạc chỉ có mỗi thằng man mới trắng bạc thôi. Nên mình lấy 2 nhân 10 mũ trừ 3 chia cho 2, 1 pan cho ra 2 bạc thì nó bằng là 1 nhân 10 mũ trừ 3. Vậy hoàn toàn đến đây thì tìm được độ, vậy suy ra xác sẽ bằng là 0,1 trừ đi 1 nhân 10 mũ trừ 3 thì bằng 0,099. 0,099 mol. Vậy hoàn toàn đến đây thì tìm được độ tinh khiết là 0,099 chia cho 0,1 bằng nhân 100 thì bằng 99% các em nhé. Và đáp án đúng chúng ta là đáp án D, 99%. Mình sang câu tiếp, câu số 80. Cho 8,55g carbohydrate. Cho 8,55g carbohydrate. Hello Nguyễn Thị Tâm, chào Hiếu Nguyễn. Thế thì câu này bây giờ này, thì có một cái chiêu này làm cực kỳ nhanh. Glucose và fructose đều là C6H12O6 thì phân tử khối nó bằng 180. Thầy lấy 8,55 chia 180 thì bằng 0,0475 số tròn. Xác là C12H22O11. Nhưng mà chú ý cho thầy này, glu và fruc không tác dụng HCl, đây nói tác dụng HCl. Vậy loại A loại B mặc dù số tròn những loại. Sang xác là C12H22O11 thì mình có 8,55 chia 342 thì bằng 0,025. Được chưa? Sen là C6H10O5 bị mờ cho do mạng lát thì mình lấy 8,55 chia 162. Thấy số mol lẻ không? Vậy loại nó xe. Vậy đáp án đúng đáp án C. Không tin chúng ta có thể test lại bằng cách như sau. Mình lấy 8,55 mà chia cho 342 thì ra số mol sát là 0,025 nhá. Cho HCl thu được 2 thằng glu là nhân 2 này. Xong rồi trắng bạc nhân 2 nữa này. Thì đúng là 0,1 nhân với lại 108 thì bằng 10,8 chưa? Vậy đáp án đúng mình là đáp án C. Rất tốt. Sang câu 81. Đốt cháy một glucid thu được khối lượng nước và CO2 theo tỷ lệ mol 33 chia 88. Vậy mình có này. M nước chia M CO2 bằng 33 chia 88. Vậy thì coi luôn M nước bằng 33 thì M CO2 bằng 88. Suy ra N nước sẽ bằng 33, 33 chia 18 bằng 1,833. 11/6. 11/6. N CO2 thì bằng 2. Đến đây mình có NC chia NH, NC chia NH thì bằng số mol CO2 là 2. Chia NH là bằng 2 lần số mol nước thì là bằng 11 chia 3. 2 chia 11 chia 3, 2 chia bằng một đơn 11 chia 3 thì bằng 6 chia 11. 6 chia
11 á. Làm gì có 6 chia 11 nhỉ? Chắc thầy tính nhầm đâu các em, sorry. Khối lượng của nước là 33, CO2 là 88. Vậy là hình như khả năng cao nhầm. 33 phải chia 44 mới đúng. 0,75. Còn lại CO2 là sẽ là 88 chia 18 mới đúng. Như để yên thầy tính lại nhé, xem thầy có nhầm đâu không nhá. Tải lại mấy lần mà không thấy gì á. Thoát ra vào lại xem em. Thoát ra vào lại xem nào. Tâm 81 này. Nước là bằng 33 chia 18 thì bằng 11/6, đúng rồi. CO2 bằng 88 chia 44, tỷ lệ khối lượng mà, thì bằng 2. Vậy là CO2 sẽ là 2. Nước sẽ là bằng 22 chia 6. Đúng, nhân 2 lên, 22 chia 6. 22 chia 6 hình như thầy chia nhầm. À đúng rồi, bằng 11/3. 2 chia cho mở ngoặc đơn, 11 chia 3. 2 chia cho 11 chia 3 thì bằng 6 chia 11. 6 chia 11 này. Thế nào, xem nào. C6H12O6 là vứt đi này. C12H22O11. À thế thằng này là 6 chia 11 đấy. Đúng chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Thấy chưa? 81B. Ok. Sang câu số 82 nhá. Sang câu 82 thầy chữa cực kỳ kỹ cho chúng ta nhá. Sang câu 82 này. Cho một lượng tinh bột lên men để sản xuất Anconitilix. Tinh bột là C6H10O5 này. Lên men để sản xuất Anconitilix, toàn bộ CO2 sinh ra, một mình thằng này ra được hai thằng CO2 sinh ra, cho vào dung dịch CaOH hai lần dư. Chú ý là CaOH hai lần dư nhá. CaOH hai lần dư thì thu được kết tủa là kết tủa CaCO3. Do có từ dư nên số mol CO2 chính bằng số mol kết tủa. Mình có số mol kết tủa là bằng 750 chia 100 thì bằng 7,5. Vậy suy ra số mol CO2 bằng 7,5. Hiệu suất mỗi giai đoạn lên men là 80%. Chú ý, từ thằng tinh bột thì nó phải tạo thành glucose, xong glucose mới tạo thành CO2. Vậy là nó có hai giai đoạn. Vậy là thằng này là 80, thằng này cũng là 80. Vậy thì qua cả hai giai đoạn thì tích của mỗi giai đoạn, hiệu suất của cả quá trình thì bằng tích các hiệu suất, về bằng 0,8 nhân 0,8. Nhớ nhá. Vậy suy ngược lại, khối lượng tinh bột 7,5 nhân 1 chia 2 thuận nhân nghịch chia, chia cho 0,8 nhân 0,8 là chia cho 0,8 bình. 7,5 chia 2 chia cho 0,64 bằng 5,85 nhân với phân tử khối là 162, 949,2 gam. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án B. Hết rồi, ok, rất tốt Tâm. Tiếp tục nha. Thôi tập trung vào học bài nha. Sang câu 83. Sang câu số 83. Chúng ta tập trung vào học. Lên men 1 tấn khoai chứa 70% tinh bột để sản xuất Anconitilix. Tinh bột là C6H10O5. Hiệu suất của quá trình sản xuất là 85%. Vậy này là 0,85. Thì lượng ancol thu được, vậy là mình thu được hai thằng C2H5OH. Đúng chưa? Thế thì bây giờ nhìn này, 1 tấn khoai. 1 tấn khoai thì là 1 chia cho 162 chứa 70% tinh bột là nhân với 0,7. Được chưa? Vậy suy ra mình có này, 0,7 chia cho 162 nhân 2. Đúng chưa? Chia 1 là vứt đi rồi. Thuận nhân, nhân 0,85. Thế là số mol nhá. Để bài hỏi khối lượng ancol. Vậy bây giờ mình ra được số mol ancol đó này. 0,7 chia 162 nhân 2 nhân 0,85 được bao nhiêu nhân 46 bằng 0,3379. Nhìn thấy chưa? 0,3379. Vậy là 0,338. À. Ok, rất dễ đúng không? À, tuần sau là thầy sẽ xuất bản cái cuốn sách tâm huyết của thầy. Cuốn sách đấy được viết lại dựa trên nền tảng cuốn sách này là dành cho cuốn sách offline và live VIP. Còn cuốn sách kia là cuốn sách xịn sò, bản phiên bản nâng cấp cuốn sách này. Bạn nào muốn đăng ký mua sách thì có thể đăng ký nhá, trên đường link mà thầy đã tặng sẵn. Câu 84. Và trong lớp live VIP của mình thì được tặng free cái cuốn sách theo bản PDF này đấy. Đây này. Câu 84. Nếu dùng 1 tấn khoai chứa 2% tinh bột. Vậy là khoai chứa 2% tinh bột nó là C6H10O5 nhá. Được chưa? 1 tấn này nhân 20% là nhân 0,2. Được chưa? Chia cho 162 để sản xuất glucose C6H12O6. Hiệu suất của cả quá trình là 70%, 0,7. Vậy mình được là bằng 0,2 chia cho 162. Các em nhớ thuận nhân, nhân 0,7. Được chưa? Vậy mình có này, 0,2 chia 162 nhân 0,7 bằng nhân với 180 bằng 0,155. Đúng chưa? 0,155 mà đây là về tấn, vậy vì nhân với lại
kg lên thì là 155,55. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Rất tốt, Hiền Nga đúng rồi đấy. Câu 85 nhá. Sang câu 85 nhá. Những cái câu này những câu rất là dễ thôi. Chúng ta làm nhiều cho nó khủng. Sang câu 85. Lên men 1 tấn tinh bột chứa 5% tạp chất trơ. Tinh bột là C6H10O5 nhá. 5% tạp chất trơ vậy là 95% là nguyên chất. 1 tấn thì đổi về kg là 1000 kg. Nhân với 0,95 thì chia cho 162 ra số mol. Thành ancol etylic 2 thằng C2H5OH. Hiệu suất của mỗi quá trình, vậy đây là cả toàn bộ quá trình thì nó bằng tích hai hiệu suất. 0,85 nhân 0,85 thì bằng, vậy đây bằng 950 phần 162 nhân 2 thuận nhân nhân 0,85 bình. Vậy mình tìm ra số mol 950 chia 162 nhân 2 nhân 0,85 bình. Được chưa? Bằng này. Nhân 46 này bằng này 389,79. 389,79, đừng có mắt lé nhá. Đáp án đúng là đáp án C. Làm nhiều quen thói, chính xác. Câu 86 nè. Câu 86 nè. Hôm nay mình chữa nốt phần này, sau đó là buổi sau là buổi sáng chủ nhật là chúng ta sẽ tiến công sang phần amin nha. Câu 86, tiến hành thủy phân m gam bột gạo chứa 80% tinh bột. Tiến hành thủy phân m gam bột gạo chứa 80% tinh bột. Vậy là vẫn là C6H10O5. Rồi lấy toàn bộ dung dịch thu được phản ứng trắng gương. Vậy là nó ra được C6H12O6 đã. Được chưa? Thế thì từ thằng C6H12O6 này thì ra được bạc. Hiệu suất phản ứng trắng gương là 50%, vậy đây này 0,5. Số mol bạc bằng 5,4 chia cho 108. 5,4 chia 108 thì bằng 0,05 mol. 0,05 ra 2 bạc. Vậy suy ngược lại 0,05 nhân 1 chia 2. 0,05 chia 2 thuận nhân nghịch chia, chia 0,5. Vậy là bằng chia 2 chia 0,5 bằng 0,05. Hiệu suất, thế là không, đây là coi như là thủy phân hoàn toàn rồi, vậy không hiệu suất anh này, thì suy ngược lại anh này cũng sẽ bằng 0,05. Vậy mình tìm được khối lượng của tinh bột nguyên chất bằng 0,05 nhân 162. Nhưng đây là chứa 80% tinh bột thôi, vậy là phải chia cho 0,8 nữa. Vậy ra được khối lượng bằng 10,125. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, chính xác. Tâm chính xác, Quân chính xác. Quân làm nhanh đấy, tốt. Quân làm nhanh hơn Tâm à? Rất tốt. Câu 87. Câu 87 nào. Khí carbonic chiếm khí carbonic thì chiếm 0,03% thể tích không khí. Muốn tạo thành, thế là đây là CO2 này. Tạo thành tinh bột là C6H10O5 này. Đúng chưa? Thế đây là cần 6 CO2 ra C6H10O5 đúng không? 500 gram tinh bột, vậy thì tìm được số mol bằng 500 chia cho 162. Suy ngược lại sẽ là 500 chia 162 chia 6 nhân 6. 500 chia 162 nhân 6, không cần hiệu suất. Vậy đây ra được số mol CO2 này. 500 này chia 162 nhân 6 này. Được chưa? Nhân thể tích là nhân 2,4 là ra là thể tích CO2 nhá, thực sự nhá. Nhưng CO2 chiếm 0,03% thể tích không khí, vậy là phải chia cho này 0,0 thêm 2 số 0 nữa, 0,03 bằng 1,382,7. 1,382,7. Nhìn này, không có 1,3, không 1,3 này. 1,3826 vứt 1,3827. Đáp án đúng đáp án A. Đúng rồi, trước này ít bài tập đốt cháy thôi. Chính xác. 87A, Tâm tốt, rất tốt. Nhanh đấy, tốc độ ấy. Nào, mình có sang câu tiếp, câu số 88. Câu số 88. Cho m gam tinh bột lên men. Cho m gam tinh bột lên men. Các em tập trung vào học nhá. À, cái link bài cũ thì thầy áp lên rồi nhá. Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic hiệu suất 81% C6H10O5. Hiệu suất 81% là 0,81. Toàn bộ lượng CO2 đã ra được 2 thằng CO2. Vậy đây là CO2 hấp thụ hoàn toàn dung dịch nước vôi trong. Không có từ dư nhá, các em lưu ý không có từ dư. Thu được kết tủa là CaCO3. 275 gram kết tủa, chúng ta tìm được số mol kết tủa bằng 2,75. Lưu ý này, dung dịch X, đun kỹ dung dịch X. Khi có từ đun kỹ dung dịch X chứng tỏ dung dịch X chúng ta gồm CaHCO3 hai lần. Thu được 50 gram kết tủa là thu được CaCO3 cộng CO2 cộng H2O đúng tỷ lệ. Số mol CaCO3 bằng 50/100 bằng 0,5. Thì suy ngược lại anh này bằng 0,5. Vậy đến đây mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon, 0,5 nhân 2 cộng 2,75 thì bằng
3,75. Suy ngược lại ta được 3,75 nhân 1 chia 2. Thuận nhân nghịch chia, chia 0,81. Vậy mình tìm được số mol 3,75 chia 2 chia 0,81 bằng nhân 162 bằng 375k. Nhìn rõ chưa? Vậy 88 đáp án đúng, mình hãy đáp án B. Rất tốt. Câu 89. Câu 89. Cho m gam tinh bột lên men thành anconitric C6H10 O5, mình tập trung học để đạt tối đa hiệu suất về mặt thời gian. Chúng ta chỉ có giảng bài và làm bài thôi. Live VIP là như vậy nhá. M gam tinh bột lên men thành anconitric, hiệu toàn bộ lượng khí sinh ra hấp thụ hoàn toàn vào CO này là lấy dư. Vậy là thu được CO2 này. Được chưa? Thầy tách ra CO2 vào. Ở đây chúng ta lưu ý là có từ CO này lần dư, thì thu được kết tủa chúng ta là kết tủa CaCO3. Số mol kết tủa bằng 75 chia 100 bằng 0,75. Suy ngược lại được số mol CO2. Do có từ dư nên số mol kết tủa chính bằng số mol CO2, 0,75. 0,75. Vậy mình có 0,75 nhân 1 chia 2, 0,75 chia 2. Thuận nhân nghịch chia, chia 0,81. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được số mol 0,75 chia 2 chia 0,81 bằng, được chưa, nhân 162 bằng 75. Vậy giá trị mở chúng ta bằng A, 75 cả. Rất là dễ. Nhưng mà những câu dễ này mình phải làm chuẩn nhá. Câu 90. Câu 90. Câu 90. Khối lượng của tinh bột cần dùng để lên men tạo thành 5 lít anconitric. Tinh bột là C6H10O5. Đã nhớ tất cả n lần nhưng thầy để C6H10O5 thôi. Anconitic là C2H5OH. Mình có này, 5 lít 46 độ suy ra V nguyên chất sẽ bằng 5 nhân 0,46. Suy ra M nguyên chất sẽ bằng 5 nhân 0,46. D bằng M trên V, M bằng D nhân V, nhân D 0,8. Và nên mình tìm được số mol luôn. 5 nhân 0,46 nhân 0,8 chia cho 46 là ra được số mol 0,04 mol. Hiệu suất là 72%. Vậy mình có 0,04 nhân 1 chia 2 bằng 0,02. Thuận nhân nghịch chia, chia 0,72. Được chưa? 0,02 chia 0,72 bằng nhân 162 bằng 4,5 kg. Vậy đáp án đúng đáp án D. Đấy, mình phải vừa làm chuẩn xác, mình phải làm tốc độ cao và chính xác nữa. Mình sang câu tiếp theo, câu số 91 nha. Câu tiếp theo, câu số 91. Từ 10 tấn khoai chứa tinh bột, vậy nó là C6H10O5. 10 tấn khoai, vậy sẽ là 10 nhân với lại 20% tinh bột, vậy nhân 0,2. Mình tìm được số mol và chia cho 162. Được chưa? Lên men thu được anconitylic tinh khiết C5H, khối lượng riêng là 0,8. Hiệu suất phản ứng điều chế, đây là tinh khiết nhé. Về mình tìm được M, đây là ban đầu phản ứng. Sau về ra được anh này là lít. Vậy là đây là mình có V thì là bằng V nguyên chất này. Vậy nên mình tìm được M nguyên chất sẽ bằng D bằng M trên V, M bằng D nhân V, 0,8 nhân 1,135,8. Vậy mình tìm được số mol luôn. 0,8 nhân 1,135,8 chia cho 46 ra số mol. Được chưa? Được chưa? Thế đây là bằng 19,75. 19,75. Vậy suy ra này là 19,75. Suy ngược ra được số mol của C6H10O5 phản ứng là 19,75 nhân 1 chia 2, 9,87. Hoàn toàn đây mình tìm hiệu suất, lấy 9,87 chia cho mỏ ngoặc đơn này. 10 nhân với 0,2 là bằng 2 chia 162. Từ từ, chỗ này đang là tấn mà chỗ này ra lít, và chỗ này phải nhân với 10 mũ 3. Được chưa? 2 nhân với lại 10 mũ 3 chia cho 162, 79,99%. 79,99 thì gần bằng 80%. C, chính xác, rất tốt. Tinh ý đấy. Nào, sang câu 92, chúng ta còn 10 câu, 11 câu nữa. Các em thấy không? Mình học với hiệu suất thật cao, tốc độ và chính xác. Fast Furious, tốc độ và liều lĩnh. Phim tốc độ và liều lĩnh, nhưng mà chúng ta là tốc độ và chính xác. 92. Để sản xuất anconitylic, dùng nguyên liệu là mùn cưa và vỏ bào gỗ, 50% cellulose nhá. Muốn điều chế 1 tấn ancol, hiệu suất là 70. C6H10O5
hiệu suất 70 0,7, ra được C2 H5 OH 2 thằng. 1 tấn Anconelic, vậy mình có là 1 chia cho 46. 1 chia 46 nhân 1 chia 2. Thuận nhân nghịch chia, chia 0,7. Được chưa? Thì khối lượng nguyên liệu cần dùng 1 chia 46 này, chia 0,2 này, chia 0,7 này, nhân 162 này. Được chưa? Ơ chỗ này thì ấn nhầm. 1 chia 46 nhân 1 chia 2 nhá. À tê chân quá. Hiệu suất cả quá trình là 70%. Đấy, từ từ. 1 chia 46 chia 2 chia 0,7 nhân 162. Chú ý 50% cellulose, vậy là phải chia cho 0,5. 5,031. 5,031 có nghĩa là 5031. À. Ok. Ôi thể tê chân quá. Câu 93 nào, các em comment đáp án đi. Các thanh niên cùng comment đáp án đi, câu 93. Xem vào nhóm live VIP giúp thầy nhá. Xem vào tin nhắn chat của lớp mình, các em chú ý là cho lớp mình có tin nhắn chat nhá. Có nhóm chat đấy. Nhiều đứa không biết đường mà vào đâu. Nào, câu 93 nào. 93 đáp án gì nào? 93. Người ta điều chế C25H từ cellulose với hiệu suất chung của cả quá trình là 60%. Vậy này, người ta điều chế C5H từ cellulose với hiệu suất chung của cả quá trình. Vậy đây là C6H10O5 này, ra được hai thằng C2H5OH này. 60% là 0,6 này. Thu được từ 32,4 gam sen, 32,4 mà chia cho 162. 32,4 chia 162, 0,2 mol. 0,2 nhân 2 chia 1 bằng 0,4. Thuận nhân nhân 0,6. 0,4 nhân 0,6 nhân với lại 46, 11,04. Vậy đáp án đúng là đáp án A. À, tuần sau nhá, Nhi Nguyễn nhá, tuần sau là có sách. Nhưng mà Nhi Nguyễn ơi, các em học live VIP các em được tặng bản PDF của sách rồi mà. Nên là Nhi Nguyễn có thể quyết định là mua hoặc không mua nhá. Bản kia là bản 145 đấy, còn các em thì ở trong live VIP các em được tặng free sách rồi. Câu 94. Câu 94 này. Thể tích dung dịch HNO3 có khối lượng riêng là cần dùng để tác dụng với cellulose tạo thành 89,1 kg cellulose trinitrat. Biết lượng hao hụt là 2%. Vậy đây này. Cellulose trinitrat HNO3. 3 hắn NO3 thì tạo thành một thằng cellulose trinitrat đúng không? HNO3 bị hao hụt là 20%, tương đương với hiệu suất phản ứng là 8%, 8% là 0,8. 89,1 mà chia cho 297. 89,1 chia 297 bằng 89,1 chia 297 bằng 0,3 mol. Vậy suy ngược 0,3 nhân 3 là bằng 0,9. Thuận nhân nghịch chia, chia 0,8. Được chưa? Ra số mol nhá. 0,9 chia 0,8 ra số mol HNO3 này. Được chưa? Giờ mình tìm được khối lượng HNO3 này, nhân 63 này, nhìn bấm máy tính liên hoàn này, ra được khối lượng HNO3 nhá. Đây là khối lượng nguyên chất này. C% bằng M chất tan trên M dung dịch. Vậy mình tìm được M dung dịch bằng chia tiếp 0,675, các em nhìn chưa? Được chưa? Bây giờ tìm V. D bằng M trên V, M bằng D chia V. Vậy thằng này chia cho 1,5, xong, 70. Đáp án đúng đáp án D, 70 lít. Ôi vậy á? Thế thì em Nhi Nguyễn chuyển tiền luôn rồi, thì Nhi Nguyễn sẽ được nhận sách xịn sò, sách in giống như xí sách giáo khoa. Không sao cả, vẫn được. Mang quyển sách lên đi thì hơi bị xịn luôn. Câu 95. Câu 95. Từ 16,2 tấn sen thì người ta sản xuất được M tấn cellulose trinitrat. Sen này. Thu được cellulose trinitrat này. Hiệu suất phản ứng tính theo sen là 90%, vậy 0,9 này. Số mol sen 16,2 tấn chia cho 162 bằng 0,1. Thế nhưng mà Nhi Nguyễn ơi, thầy hỏi nhá, Nhi Nguyễn có muốn lấy lại tiền không? Thì inbox cho thầy nhá. Thì để thầy chuyển tiền lại cho em, để thầy bảo anh trợ lý chuyển tiền lại cho em nhá. Nếu mà Nhi Nguyễn mà không muốn lấy sách xịn sò mà muốn lấy sách photo thì photo của mình có PDF rồi ở ngay trong nhóm live VIP ấy nhá. Thì inbox cho thầy để thầy bảo, thì bảo anh trợ lý anh ấy gửi lại tiền cho em. Còn nếu mà em vẫn muốn lấy sách xịn sò thì comment tại đây nhá, là em muốn lấy sách xịn sò để mà thầy biết nhá. Thì ưu tiên cho Nhi Nguyễn ở trong live VIP thì được nhận sách xịn sò trước, được chưa? Vậy 0,1 này nhân 1 chia 1 thì bằng 0,1. Thuận nhân nhân 0,9 thì bằng 0,09, được chưa?
Cellulose trinitrat thì dậy rồi là 297. 0,09 nhân 297 bằng 26,73 gram. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án A. Rất dễ. Tâm, ok, tốt. Câu 96. 96. Ồ. Hết là 4 rồi. Yes. Lấy tạng. Câu 96 nào cả nhà. Cellulose trinitrat 96. Cellulose trinitrat được điều chế từ cellulose acid nitric. 29,7 kg cellulose trinitrat HNO3. Lưu ý 3 thằng HNO3 thì tạo thành 1 thằng cellulose trinitrat. Hiệu suất phản ứng 90%. 0,9. 29,7 kg, 29,7 chia cho 297 bằng 0,1. Suy ngược lại 0,1 x 3 chia 1 bằng 0,3. Thuận nhân nghịch chia, chia 0,9. Thế ra số mol nhá, 0,3 chia 0,9 này. Ra số mol này. Được chưa? Nhân với 63 là ra được khối lượng HNO3 nguyên chất này. Được chưa? Xong rồi. 21. Thế rồi. 96 đây. Tiếp tục câu 97 nào. Cellulose trinitrat là chất dễ cháy nổ. Mạnh, được điều chế từ cellulose và acid nitric, đúng rồi. Muốn điều chế thằng này vậy là 3 thằng HNO3 thì ra một thằng cellulose trinitrat, được chưa? 29,7 kg mình tìm được số mol bằng 0,1. Hiệu suất 90% thì anh này bằng 0,9. 0,1 x 3 bằng 0,3, thuận nhân nghịch chia chia 0,9. Thế là mình lại tìm được số mol HNO3 nhá, 0,3 chia 0,9 bằng, được chưa? M nguyên chất này nhân 63 ra M nguyên chất này. Đây 96% này chia cho 0,96 là ra M dung dịch này. Chia cho 1,52 là ra thể tích này, 14,39. 14,39 lít, nhìn thấy 14,39 chưa? Đáp án đúng đáp án A, tâm chính xác, rất tốt. Câu 98. 98 này không thi đâu, giảm tải bỏ nhá. Câu này thì cho lỗi ở trong này, bỏ. 99. Để sản xuất 59,4 cellulose trinitrat 3 thằng HNO3 thì thu được 1 thằng XTN. Được chưa? Số mol hiệu suất 90% là 0,9. Số mol 59,4 chia 297. 59,4 chia 297 bằng 0,2 mol. 0,2 mol. Đây bây giờ là mình làm hoàn thiện rồi nhá. Đây là bài cuối cùng của chương carbohydrate. Nên chính vì vậy nên thầy chưa nhanh game hiểu như thầy không nhỉ? Đấy nhá, và giữa tháng 9 thì mình có bài kiểm tra về carbohydrate. 0,2 x 3 chia 1 thì bằng 0,6. Thuận nhân nghịch chia, chia 0,9. Thế mình tìm được số mol này, 0,6 chia 0,9 ra được số mol của HNO3 này. Nhân 63 là ra được khối lượng của HNO3 nguyên chất này. Được chưa? C phần trăm bằng 60, vậy là chia cho 0,6 là ra được 70. Vậy khối lượng dung dịch HNO3 cần dùng là 70 kg. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Không, sao không thấy gì ở danh dĩ rõ. 70A nhá, chính rồi. 100 cũng giảm tải các em ạ. 100 không phải làm, bỏ nhá. Câu này không thi từ lâu rồi. 101. Đấy Lan Anh nhìn trên nét mà. Còn hai câu thôi, hôm nay mình cứ chữa hết xong phần này. Xong thì hướng dẫn chúng ta học trước bài amin nhá. Thì hướng dẫn thôi. 101. Thủy phân hoàn toàn 51,3 gam sacrose. Sac thì thủy phân ra được 2 thằng C6H12O6. Số mol, bởi vì cả thằng đánh áp thủy phân thằng sac thì ra được alpha glu và beta group, nhưng cả thằng glu và group thì đều trắng gương. 51,3 chia cho 342. Số mol 0,15. Thì suy ra này bằng 0,3. 0,15 x 2 mà. Bây giờ C6H10, bây giờ thực ra xong này luôn rồi. Bởi vì một thằng này trắng hai gương, vậy là 0,3 x 2 luôn bằng 0,6. Nhân với 108 thì bằng 64,8 gram. Vậy đáp án đúng đáp án D. Tốt, Nguyễn Văn Quân chính xác, ok. Câu 102 cuối cùng của phần carbohydrate. Cho 5,4 gram carbohydrate tác dụng AgNO3 dư. Thế tác dụng ngay với AgNO3 dư. Đun nóng xong phải đứng đây toàn bộ lượng bạc hòa tan vào HNO3 dư thu được khí. Vậy mình có này, bạc cộng với HNO3 mà ra được NO2. Số mol NO2 bằng 0,06 rồi. Nitơ dương 5 về nitơ dương 4. Bạc 0 thì về bạc cộng.
Vậy mình có bằng 0,06 nhân 1 chia 1. Vậy suy ra số mol bạc thì bằng 0,06 đó. Đúng chưa? Chúng ta lưu ý này, Farouk và Glu thì đều tráng cho mình hai bạc, cả mã ăn tráng hai bạc. Chính vì vậy nên mình suy được luôn được số mol của X sẽ bằng là 0,03. Vậy mình tìm được phân tử khối luôn, 5,4 chia 0,03 bằng 180. 180 thì cả Glu và Farouk. Rồi. Nha, đến đây là mình kết thúc toàn bộ phần lý thuyết và chia giảng bài tập của bọn carbohydrate. Thầy muốn nhắc các em là sách của thầy bản PDF cũng như bản xịn sò là cực kỳ xịn, các em đã dùng rồi, bản PDF các em in rồi nhá. Thì bây giờ thì hướng dẫn chúng ta bản amino acid peptide protein, và mai thầy sẽ up cái bản PDF của amino acid và peptide protein lên trên mạng và trong nhóm live viết của mình, được chưa? Thì các em đi in ra nhá. Nếu mà em mà không thích mua sách thì em in ra, bởi vì cái bản này cũng chính là bản thầy làm sách, được chưa? Nó còn đầy đủ nhá. Thì các em in ra, sau đó là nếu mà các bạn của em cũng có muốn thì các em có thể cho các bạn là photo, hoặc là các bạn em có thể bảo các bạn em đăng ký mua sách của thầy. Đấy chưa? Sách thầy xịn xò là các em biết rồi nhá. Nào, thế bây giờ đây là mình sang chương amin này, chương amin này, amino acid này. Peptide cái gì đây Lan Anh? Không có hình. Thầy em đành phải vẽ hình thầy rồi mới làm bài. Ui lại còn thế cơ, vẽ hình thầy mới làm bài à? Nào, hôm nào vẽ hình thầy chụp lên nhá, thầy xem nhá, Lan Anh. À, Quân à. Thầy bảo cái này nó do thầy tổng hợp nên là lúc đấy thầy vẫn đang viết mà, nó vẫn chưa hoàn thiện, thế nên là thầy chỉ cho từng phần hoàn thiện để cho bọn em thôi. Hiểu ý thầy không? Nhá. Thế bây giờ mình vào cái phần chương số 3, amin amino acid peptide protein, thì thầy hướng dẫn chúng ta học lý thuyết nhá. Thì sáng chủ nhật là mình học về thằng amin, được chưa? Thì các em cứ phải bữa đầu học nhanh chóng mặt á. Đâu, cái này là buổi cuối carbohydrate rồi, danh dĩ giỏi mà, buổi cuối nên học nhanh chóng mặt nhá. Buổi cuối các bạn hoàn thiện mọi kỹ năng rồi. Còn em phải xem hết lại 21 video từ trước đến nay đấy nhá. Nào, mình có chương số 3 này, amin amino acid peptide protein, thì để hướng dẫn chúng ta học nhá. Bài sáng chủ nhật là mình học về bài amin. Đây, thì đây là trong sách này có lý thuyết cơ bản rồi, thì hết rồi. Đấy, thì định nghĩa này. Cái định nghĩa các em phải chú ý từng cái từ in đậm này nhá. Đọc kỹ, phân loại này. Phân loại thì các em chủ yếu là theo phân loại theo bậc thôi. Còn vấn đề theo gốc thì học để biết thôi nhá. Đây, chỗ này bị lỗi phông một chút. Danh pháp thì chủ yếu cái danh pháp của bọn amin ấy, chủ yếu danh pháp của bọn amin thì gọi theo danh pháp gốc chức nhá. Danh pháp theo thế thì biết cũng được mà không biết cũng chẳng sao, được chưa? Thầy dạy một cái trọng tâm, một vài cái trọng tâm để chúng ta biết. Thì đây là mấy cái thằng amin mà hay bị thi, thì em phải thuộc hết cho thầy. CH3NH2 bọn này rất hay thi nhá, phải nắm được hết, được chưa? Đây, còn thằng này không cần nắm nhiều. Đồng phân amin thì hôm đấy thầy sẽ hướng dẫn đồng phân amin, chúng ta tìm được phương pháp 3, 4, 5, 2, 4, 8 vào bài tập thầy hướng dẫn, được chưa? Tính chất vật lý thì chúng ta phải học thuộc hết nhá. Đây, metin, dimetin, trimetin là những chất khí, cái này rất quan trọng. Mùi khai khó chịu này, đặc biệt tan trong nước này. Còn những cái này không cần quan tâm tiếp. Anilin là chất lỏng này, không màu, độc, ít tan trong nước này, tan trong methanol này, để lâu trong không khí chuyển màu nâu đen này. Đấy, nhớ chưa? Cấu trúc khoa học của amin thì không quan tâm nhá. Tính chất của nhóm NH2 thì quan tâm là tính bazơ này. Này, tác dụng với quy của phenol này. Được chưa? Nhưng chú ý này, metinamin thì làm quỷ tím chuyển thành màu xanh, nhưng mà anilin thì không làm quỷ đổi màu nhá. So sánh tính bazơ đây, cái này cũng phải nhớ. Mấy cái này không cần quan tâm nhiều, không cần quan tâm nhiều, không cần quan tâm nhiều. Phản ứng axit nitro thì giảm tải rồi, được chưa? Giảm tải rồi, thầy hướng dẫn nhá. Tí sáng mai thầy up nhá, Quân nhá, sáng mai thầy up cho bọn em đi, được chưa? Còn bạn nào muốn đăng ký mua sách thì cứ đăng ký vào link nhá. À, tí nữa thầy vứt cái link vào trong nhóm lớp mình, để cho bạn nào muốn đăng ký mua sách. Các em nên rủ đông đông bạn cùng mua một thẻ thì tiết kiệm được tiền ship. Ví dụ như 3-4 đứa thì cũng tiền ship như vậy thôi, đúng không? Thì chia nhau ra thì nó rẻ hơn. Đây Akin, được chưa? Cái này giảm tải nhưng nắm một chút thôi cho biết nhá. Akin hóa thì không cần quan tâm nhiều. Phản ứng thế nhân thơm thì nắm. Anilin làm mất máu dịch brom. Điều chế thì không quan tâm, ứng dụng không quan tâm nhiều, được chưa? Đấy là xong amin. Đấy, thì thầy hướng dẫn chúng ta học vậy nhá. Xong rồi chúng ta sẽ học. Bây giờ thì thầy họp xong rồi thầy gửi cái link của cái bài này vào trong nhóm lớp mình nhá. Xong các em nhớ đi in nhá. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà. Sáng chủ nhật gặp lại. Sáng chủ nhật chúng ta là học về chia dạng amin, và bắt đầu từ ngày nay thì thầy sẽ là chữa những cái bọn này là chia dạng bài tập là chỉ ở trong nhóm live viết thôi nhá. Bye bye, chào tạm biệt các em.